Xe mới mà các bác muốn giữ nguyên được cái màu sơn nguyên bản của xe và giảm được cái tỷ lệ mà xước sát xe nhé, thì có giải pháp cho các bác bảo vệ toàn bộ cái vỏ xe, đó là mình dán PPF toàn bộ xe. Và để dán được PPF thì các bác có thể thấy là mình sẽ tháo toàn bộ những cái chi tiết mà ví dụ như đèn này, để khi mình dán thì nó sẽ bo hết viền trong này nhé các bác nhé, để sau này nó sẽ không bị co rút mép này. Đấy. Và đây mình sẽ tháo toàn bộ những chi tiết mà không dán ra. Thì với chiếc xe này thì từ khi mình bắt đầu nhận xe để đánh bóng, trước khi mình kể cả xe mới tinh các bác nhé, trước khi mình dán PPF mình sẽ phải đánh bóng làm sạch sẽ hết bề mặt này, và sau đó mình sẽ bắt đầu thi công như xe này thì nó rơi vào tầm khoảng hơn 1 ngày thì sẽ dán xong toàn bộ hết xe này. Và đây là cái vật liệu thi công của mình, đây là cái PPF của Nick các bác nhé, PPF rất là dày và thương hiệu mã này rất là dày. Cái này nó có khả năng tự phục hồi khi mà mình có xảy ra xước sát xe này. Các bác nào mà cần bảo vệ toàn bộ xe đấy, chống va chạm, chống xước sát cho xe thì các bác có thể qua Agala Thái Nguyên các bác nhé.